Dạ, Sóc Trăng xưa thân kính chào hết tất cả quý bà con trên diễn đàn, tức là những người mà vô trong diễn đàn thì rất thân sư quý lắm, là coi như kêu chung là bà con cho nghe thân mật như quý bà con, tức là gồm có những bạn ở tại đất nước tự do trên khắp thế giới, là có cả châu Úc, châu Âu, châu Mỹ. Rồi cũng xin chào hết tất cả quý bà con còn ở trong nước và có mặt ở trên diễn đàn. Sắp nhân xưa xin một lần nữa xin chào cô hàng xóm, chào anh Trung Tính, chào anh Biển Vắng. Trời, anh Biển Vắng bị bắt cóc sao mà lâu dữ, mấy tuần lễ luôn nha, vắng mặt luôn, ai cũng nhắc hết trơn mà bữa nay mới thấy xuất hiện đó. Hy vọng là hôm nay thì chắc anh Biển Vắng có thể góp vui được ha, ai cũng nhớ nhớ cái giọng ca của anh hết rồi. Rồi bây giờ thì thường thường Sóc Trăng xưa vô, nhưng mà nếu mà ở trên cái tin tức phát ra cái audio mà nó giống như nó còn đang dang dở đó, thì thật sự Sóc Trăng xưa không có muốn, mình cũng lịch sự không có muốn ốp liền, thành ra thường thường cũng để cho nói cho bà con nghe cho nó đầu có đuôi á, tức là người Việt Nam mình thì hay nói là nghe cho có đầu có đuôi. Thành ra Sóc Trăng xưa thường thường hay để cho tới khi, coi như những cái tin chính đó đã xong rồi đó, thì Sóc Trăng xưa mới lấy cái mic lại. Dạ, chào bạn Hoàng Long. Thì bây giờ thì cũng còn 4 phút nữa, Sóc Trăng xưa trân trọng mời hết tất cả quý bà con đang có nick trên diễn đàn mà còn bận việc chưa vô đó, thì xin hãy tạm ngưng công việc để trở về với diễn đàn cùng làm lễ chào quốc kỳ. Và Sóc Trăng xưa xin mến chào anh chị Kim Bắc Cành Nam vừa mới đến với diễn đàn. Anh yêu tự do vừa mới tính chào ổng thì thấy ổng gớt. Anh yêu tự do thì ngày nào thấy ổng cũng ra lăng vô, thấy tội nghiệp ghê. Muốn vô diễn đàn mà cứ lần nào cũng phải bị đá ga, bị té rồi lại trở vô rồi lại bị té. Sắp năm xưa thì kỹ thuật không có good đâu, chỉ biết cái gì trong bổn phận của mình làm thôi. Thành ra hồi trước á, thì Sóc Trăng xưa mỗi lần có trục trặc gì thì có em Hận Cộng Sản, rồi có Biển Nhớ tiếp, nhưng bây giờ mấy người đó mất hết rồi thì biển còn Hận Cộng Sản á, thì hiện giờ cũng bận rộn tại vì em không có khỏe đó. Thành ra Sóc Trăng xưa thì mấy em đó đã tiếp dùng cho Sóc Trăng xưa, xét sao thì giờ Sóc Trăng xưa chỉ để vậy xài thôi. Cho nên cũng không có biết. Dạ thì lẽ nhiên là cũng có chương trình văn nghệ chứ. Tại vì thật sự bây giờ tình hình bây giờ thì mình cũng thấy điên đầu rồi, phải không? Từ nước Mỹ cho tới thế giới điên đầu rồi. Thì nếu mà nói về chính trị không thì ai cũng biết chính trị là khô khan. Cho nên muốn cho diễn đàn lúc nào cũng có vẻ vui tươi, ấm cúng, sống động thì tốt nhất là có ca sĩ vô tiếp, góp vui vài bản nhạc. Rồi ai nói thì cầm lại cầm mic nói tiếp, rồi xong rồi lại có ca sĩ lên tiếp nối góp vui, như vậy thì quá tốt phải không cô hàng xóm. Và sắp năm xưa thì thấy ở chùa cũng vậy, chùa là nơi nơi tu mà thầy, sau khi thầy giảng rồi đó thì cũng có những cái bài ca mà coi như là bài ca về chùa, về Phật, thành ra cũng cái nói chuyện rồi xen vô cái ca. Để làm cho cái không khí ấm cúng hơn mà làm cho lòng người cũng thấy thoải mái hơn. Thành ra Sóc Trăng xưa rất mong muốn quý anh chị đưa tay lên góp vui, góp ý. Góp vui thì về bài ca hay là bài thơ, cái gì cũng được hết, hay là kể một câu chuyện cũng được, chứ không phải là đưa tay lên để nói về chính trị đâu. Cứ góp vui, góp cái gì cũng được, làm cho diễn đàn mình có vẻ ấm, có cái không khí ấm cúng đó. Thành ra Sóc Trăng xưa cũng mong quý anh chị tiếp tay với Sóc Trăng xưa nghe, đừng để Sóc Trăng xưa nói hoài, nói dở mà nói hoài thì kỳ lắm. Dạ bây giờ thì Sóc Trăng xưa một lần nữa xin mời tất cả quý bà con đến với diễn đàn
Và xin mời đưa bàn tay lên để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, trang nghiêm trong cái buổi lễ chào quốc kỳ. Và xin nhờ anh Trung Tính post dùng cờ nha. Và bây giờ lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Màu
tự do mãi phong sơn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đóng đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Chào Quốc Kỳ vừa chấm dứt. Và để mở đầu chương trình hôm nay, tại vì thường thường để chúng ta làm lễ chào Quốc Kỳ là tính theo cái giờ Việt Nam là của thời trước, thời Việt Nam Cộng Hòa đó là 7 giờ sáng hàng ngày, thì triển đàn cũng căn cứ vào đó, đúng 7 giờ thì làm lễ chào Quốc Kỳ. Thì các vị quý vị ở trong nước thì bắt đầu cho một ngày mới, còn ở bên bên Mỹ thì bắt đầu cho một buổi chiều sau khi mệt mỏi cho một ngày dài làm việc. Thì giờ này cũng là giờ mà quý vị về nhà vui cùng với gia đình và chuẩn bị cho bữa cơm chiều, cho nên cũng là cái giờ mà tất cả bà con đều relax đó. Thành ra sắp thành sơ cũng rất vui thấy quý vị cũng đã dính thời gian để đến với diễn đàn. Một lần nữa sắp thành sơ cảm ơn, thứ nhất cảm ơn chính, cảm ơn chú Tâm Mãn, một người đã hết lòng tận tụy vì diễn đàn. Cảm ơn em gái Tâm An, cảm ơn anh Trung Tính đã sau thời gian dài vắng, hình như bận việc vắng mặt, thì anh cũng đã trở lại để tiếp diễn đàn Post Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong lúc chào cờ. Thật đẹp, cảm ơn anh Trung Tính nhiều lắm. Các giáo sư cũng xin mến chào anh Biển Vắng, mến chào cô hàng xóm. Hồi nãy cô hàng xóm có nói là cô hàng xóm sẽ chia sẻ cái chuyện về nghĩa trang quân đội Biên Hòa, và cô hàng xóm cũng cho biết là mới từ Việt Nam về. Thì sắp năm xưa cũng xin cô hàng xóm cũng kể sơ một chút về cái tình hình Covid ở bên Việt Nam như thế nào, tại vì ai cũng biết là ở bên Trung Cộng đó, cái dịch Covid hiện nay đã bùng lên một cách dữ dội luôn, và theo thống kê cho biết là có cả mấy trăm ngàn người mắc bệnh và chết rất là nhiều luôn, chết mà tới những cái nơi mà để thiêu á cũng không kịp nữa, không có tủ lạnh đủ để mà dự trữ cất chứa những cái thi thể nữa, mà lò thiêu là hoạt động liên tục luôn,
mà vẫn không có chỗ để mà chứa những cái thi thể nữa, thì quý vị biết là số người chết rất là cao. Thành ra cũng nhờ cô hàng xóm có thể cho biết một chút tin tức về tình hình Covid ở Việt Nam như thế nào. Tại vì sắp thân sư biết là ngày Tết á, Tết Việt Nam mình đó năm nay là tháng Giêng, thì cũng có rất nhiều những người Việt Nam vì gia đình phải đi về thăm cha mẹ già, thì sắp thân sư rất cũng như không có dám nói gì hết. Cái đó là cái chuyện đúng của một người con muốn về thăm cha mẹ, thì mình cái đó là cái chuyện đúng thôi. Nhưng mà quý vị nào mà về ăn Tết mà muốn đi chơi đó thì xin hãy đừng về. Mình đi chơi thiếu gì chỗ chơi, tại sao phải về Việt Nam chơi làm gì? Sắp Thanh Sư, tao nói hồi cái lại đi lạc đề. Sắp Thanh Sư cũng xin cảm ơn anh Kawaii. Bữa nay thấy anh vô rồi, mà anh Biển Vắng cũng vô rồi. Hy vọng bữa nay cái dàn văn nghệ sẽ hùng hậu hơn. Rồi chào Hoàng Long, chào anh chị Chim Bắc Trần Nam và chào anh yêu tự do. Sắp Trăng Sư, đến chào Xích Phong Lan nữa. Đó thì bây giờ còn hai, như năm nay có tới ngày 31 không? Thì bữa nay là 28, 9, 30, 31, còn 3 ngày nữa là bắt đầu cho năm mới, năm 2023. Thì Sắp Năm Xưa cũng cầu mong cái năm 2023 sẽ là một cái năm tốt hơn, năm cũ. Mà hả, tốt hơn á, thì mọi người sẽ vui vẻ hơn và mọi người sẽ tức là vui vẻ hơn. Thì con người nó cũng trẻ trung hơn, phải không bà con? Cho nên Sắp Thanh Sư xin chúc tất cả quý bà con trên những đàn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ, đẹp đẽ. À, bây giờ thì có hai bàn tay, cảm ơn bàn tay của anh Kawaii mở màn cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay Sắp Thanh Sư, và cảm ơn bàn tay của cô hàng xóm nữa. Và Sắp Trăng Sơ xin chuyển mic lại cho anh Kawaii nha. Xin mời anh Kawaii cầm mic nè. Rồi, cảm ơn chị Sắp Trăng Sơ gửi cái mic lại cho Kawaii. Kawaii cũng thân chào cả nhà. Gửi cái nhà hai câu của tự mình làm nha. Một năm đi, rồi một năm lại đến. Chúc mọi người sức khỏe, an khang. Dạ. Rồi, mọi người an khang thì giơ tay, sinh hoạt, nói chuyện đủ thứ, kể chuyện này kia cho nó sôi động cái room. Chứ ai cũng e ngại hết thì thôi, không dám lên. Dạ, riết rồi sợ cầm cái mic luôn. Cảm ơn cô hàng xóm nha, không biết có phải hàng xóm mình hay không. Dạ. Nhưng mà có bàn tay à. Gửi cái nhà bài nhạc nhé cả nhà. Không mấy nét đẹp lòng lầy, tôi không mơ đêm quý cũng sâu bạc bao chua mấy hôm qua nguyện quý cao như thương quê tôi qua nó thế kỷ không. Thương quê tôi thăng trầm chuyện biên phong,
làm Sơn ơi hồn chí linh sông đầm vàng kim những dòng lịch sử tuổi chi sinh đầy loa hàng dân quê nhà cho tôi xin đó hoa tình nụ con phong kinh những chân thành một niềm kinh nguyên tiếng ban đầu ngọ lớn xin em cho anh giữa tôi xin cho em chuối ngàn buồn con cho sinh thêm ngày tháng sắc màu hoa để lúc cánh thời gian đốt đèn đọc sách quay con cả nhà rất nhiều cả nhà mời cả nhà giơ tay nha cả nhà sẽ giữ được hết cần nhất là bàn tay giữ bàn tay chậm chậm đầy loa con quê mẹ hàng gắn quê cha quê mẹ cho tôi xin đó hoa tình nụ con phong kính những chân thành một niềm kính nguyên tiếng ban đầu ngỏ lời cho anh xin cho em chuỗi ngày buồn thon cho xin thêm ngày tháng sắc để lúc chẳng thương dài đốt đèn đọc sách đó xin thêm ngày tháng sánh để được chẳng đổi dài đốt đèn đọc sách đêm dài rồi hên quá rất vui được bài dạ, chờ bài kế tiếp cả nhà nhiều cả nhà cô hàng xóm ơi cô hàng xóm có chiếc máy hả có cho tín hiệu đi rồi ok mến mời nè đó nãy chị sắp chân xưa có hỏi đó những điều hỏi gì đó lên kể cho chị nghe đi dạ nhưng mà đừng có nổ đại khái nói chơi cả nhà dạ Tường Vi kính chào diễn đàn không biết là Tường Vi nói mọi người nghe rõ không cảm ơn anh Kawai cảm ơn chị Sóc Trăng xưa ban nãy thì Tường Vi đưa tay đó nhưng mà để chào cờ rồi cũng bận rộn bởi vì Tường Vi cũng mới trở về từ Việt Nam thôi không biết là chị Sóc Trăng xưa có hỏi gì Tường Vi không thì Tường Vi không có trước máy đó cho nên cũng không có nếu mà chị có hỏi đó thì Tường Vi không có có đọc được nhá chỉ là nghe anh Kawai nói đó thì Tường Vi lên hỏi thôi
Thật sự đó thì khi mình đi về Việt Nam rồi mình trở lại thì nó cũng không có cái gì gọi là để cho mình nói, bởi vì nó cũng không phải là một cái gì để cho mình tự hào để mà mình lên mình kể chuyện về cái chuyến đi của mình. Tuy nhiên Tường Vi muốn nói đến một cái kỷ niệm mà có lẽ khó quên đối với Tường Vi, đó là khi Tường Vi đi cùng với những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến thăm nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Thì đó là cái điều mà Tường Vi muốn chia sẻ đến với diễn đàn trong cái chuyến đi lần này của Tường Vi, tức là chuyến đi thiện nguyện. Nó không phải là một chuyến đi để mà hưởng thụ, bởi vì thật sự ở Việt Nam thì mình cũng có, mình đi vacation thì mình cũng nếu mình nói rằng mình không có hưởng thụ cái gì hết thì đó là mình dối lòng, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà cái mục đích chính của Tường Vi là đã vạch ra trong cái chuyến đi 10 ngày của Tường Vi, đó là đi thăm nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, và nó là một cái kỷ niệm khó quên. Và em rất là cảm ơn chị Sóc Trang xưa trong một cái buổi chào cờ ngày hôm nay. Có lẽ nếu mà quý vị chưa từng đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa và quý vị chưa từng đi cùng với những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến đó để nhìn cái cảm xúc của họ khi họ bước đi trong một cái khu, có thể nói như là một cái khu rừng thưa của nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì có lẽ mình không có cảm nhận được cái sự cái cảm xúc, cái emotion nó nằm ở trong cái bài Hồn Tử Sĩ mà ban nãy chị Sóc Trăng xưa xưa đã mở ra. Và từ đây cũng nghe cái bài Hồn Tử Sĩ rất là nhiều lần, nhưng mà khi đã đến nghĩa trang quân đội cùng với các chú đó, thì khi mình nghe trở lại trong cái buổi chào cờ hôm nay thì phải nói là nó là một cái, nó đem cho Tường Vi một cái sự xúc động. Lúc mà chị mở đó thì em cũng đang rửa bát, nhưng mà Tường Vi cũng ngừng tay để mà nghe, bởi vì mình cảm thấy như là nó có một cái nó lại cái khung cảnh của ngày hôm đó. Để em đọc xem chị Sóc Trăng xưa viết gì. Ở bên Trung Quốc, Tường Vi đó, chị Sóc Trăng xưa thì Tường Vi cũng nói thật là Tường Vi bị Tường Vi rất là táo bạo khi Tường Vi về lại Sài Gòn, nghĩa là không có trên cái chuyến bay vô trong Sài Gòn đó, thì cái luật của Việt Nam, Tường Vi thì không biết là luật của Việt Nam hay luật của Singapore Airlines, bởi vì Tường Vi đi Singapore Airlines thì Tường Vi transit ở Singapore mấy giờ đồng hồ, thì cái chuyến bay từ trước khi trả lời cái câu của chị Sóc Trăng xưa thì khi Tường Vi bay từ Sydney qua bên Singapore thì không có bị mandatory là phải mang cái khẩu trang, nhưng mà từ chuyến bay từ Singapore vô Việt Nam, mặc dù là cũng của Singapore Airlines nhưng mà lúc đó là họ bắt buộc là mình phải, có lẽ là luật của Việt Nam, bởi vì bay vô trong Việt Nam và bay ra khỏi Việt Nam thì Tường Vi đều bị bắt là phải mang khẩu trang. Và còn cái tình trạng có phép ở Việt Nam các chị Sóc Trăng xưa không có gì hết. Tường Vi nghĩa là ý Tường Vi nói là không có cái restrictions mình ở trong hotel, bởi vì Tường Vi thì ở suốt 10 ngày, Tường Vi đi ra đi thuê xe đi ra miền Trung nữa thì cũng không có cái gì hết, nghĩa là không có nghe bất cứ người Việt Nam nào than cái gì về COVID. Tuy nhiên khi mà đi vô trong những cái siêu thị thì mình thấy là không phải là ai cũng mang mask, nhưng mà có thể nói là 1/3 những cái người đi ở trong siêu thị thì họ mang mask. Nhưng mà cái niềm vui nữa đó, cái mà Tường Vi cảm thấy an toàn bản thân của Tường Vi thì chích 3 mũi, và hôm ở July vừa rồi thì tháng 7 vừa rồi đó, thì Tường Vi của năm nay thì Tường Vi bị COVID, cho nên là Tường Vi quyết định không chích cái mũi thứ tư, mặc dù là bác sĩ khuyên là nên chích trước khi đi Việt Nam, nhưng mà Tường Vi liều, Tường Vi không có chích, bởi vì Tường Vi cũng cũng nghiên cứu, mình cũng đọc để mình làm cái quyết định đó, bởi vì Tường Vi không nghĩ là chích nhiều nó tốt, mà cái trường hợp của Tường Vi là vừa đã chích xong mũi mà vẫn bị COVID thì nó nằm trong cái dạng người ta gọi là hybrid immunity, có nghĩa là mình theo cái dạng mà vừa chích ngừa mà vừa bị COVID, thì trong người của mình nó có những cái chất
kháng thể cho cái con COVID nó khá đầy đủ, và có thể nói là theo nghiên cứu đó thì nó mạnh hơn là cái người trích bình thường đầy đủ. Cho nên là Tường Vi trong cái suy nghĩ đó, theo cái nghiên cứu riêng của Tường Vi trước khi để không trích mũi thứ research, Tường Vi cũng Google, Tường Vi đọc nhiều cái articles mà nó có giá trị tin cậy được, cho nên là Tường Vi quyết định không trích, và Tường Vi đó không có bị gì hết. Về Việt Nam thì như Tường Vi nói không nghe gì COVID hết, mà Tường Vi ở đó trong cái mùa Giáng sinh thì rất là đông người, quán mở bình thường. Tuy nhiên nhân viên của hotel đó thì họ tiếp xúc với nhiều người, có lẽ là họ sợ cho nên là họ mang khẩu trang. Ngay cả những cái người mà làm phòng cho mình đó, mỗi ngày đó họ làm phòng cho mình thì họ đều mang khẩu trang. Thì Tử Vi nghĩ chị Sóc trong xưa biết rằng nếu mình vô trong cái siêu thị mà mình thấy người ta mang khẩu trang nhiều mà mình không mang đó thì mình nên mừng, là bởi vì những cái người bị bệnh đó, cái khẩu trang đó thật sự nó không có bảo vệ được mình nhiều đâu. Mình phải mang cái N95 mask, cái mask mà thuộc cái N95 đó, thì và mình phải mang luôn cả cái face shield đó, thì nó mới an toàn, bởi vì cái con COVID nó vô trong mắt của mình nữa. Cho nên là mang cái khẩu trang thật sự nó chỉ tốt trong cái vấn đề, nghĩa là chống cái vấn đề là cho những cái người mà họ bị bệnh đó, những người họ bị bệnh đó thì khi họ ho ra, họ hắt hơi thì nó không có bay những cái con virus đó ra ngoài. Cho nên là nó thật sự là mình không mang mà mình biết là mình không bị bệnh thì nó không có sao. Nhưng mà còn những người mà người Việt Nam mình thấy họ trong siêu thị hay là mình vô trong cái taxi á, mà mình thấy cái người tài xế họ mang khẩu trang thì mình phải cảm ơn những cái người đó. Bởi vì nếu họ bị bệnh mà họ hắt hơi ra trong cái xe taxi thì mình sẽ bị dính bệnh. Cho nên là thường khi Tường Vi đi taxi thì Tường Vi thấy cái ông tài xế ông không mang khẩu trang thì Tường Vi đưa cho ông. Tường Vi nói là cháu biết là làm cái điều này nó không có chú khó chịu, nhưng mà chú có thể làm ơn mang cái khẩu trang vô cho cháu không? Đó thì mình mới nói với nhân viên khách sạn như thế, rồi mình mới họ nói với cái ông tài xế, rồi mình mới bước chân vô taxi. Đó là cái mà Tường Vi nghĩ khẩu trang đó quan trọng cho cái người đã bị bệnh mà họ không biết. Đó thì khi nó ngăn ngừa cái virus nó bay ra ngoài không khí lây cho người khác. Còn thì thật sự nếu mà mình muốn bảo vệ đó thì cái khẩu trang nó không có ngừa được mình. Mình phải mang, nếu mình ngừa bệnh thì mình phải mang, như Tường Vi nói, nó như y tá trong bệnh viện đó, phải có cái face shield để mà che mắt, và phải có cái N95 mask, cái mask mà N95 thì nó mới là thật sự bảo vệ. Nói chung là COVID ở Việt Nam nó không có cái gì hết đó chị Sóc Trăng. Trăng xưa không có ai nói cái gì đến hết, mọi sinh hoạt như bình thường. Nhưng mà như Tường Vi nói là nãy thì đi trong siêu thị Tường Vi vẫn thấy một số người mang khẩu trang, nhưng mà còn thì tất cả mọi sinh hoạt bình thường làm sao mà tránh được. Thật sự nếu mà Việt Nam bị COVID đó, thì Tường Vi không có tránh được đâu, bởi vì nó quá đông, nhất là ở Sài Gòn nó quá đông, nó không có chỗ chen chân, không có chỗ để mà đi bộ. Cho nên mình đi ra ngoài đường là chỉ là vô taxi, vô siêu thị thì cũng rất là đông người. Dạ vâng, thì cho nên là ở Việt Nam, và nhất là khi mình nói chuyện với người ở Việt Nam thì mình thấy là đa số họ trích ít nhất là 2 mũi. Cho nên là Tường Vi nghĩ là cái số lượng trích ngừa ở Việt Nam rất là tốt. Như là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà Tường Vi tiếp xúc đó, thì họ đều trích 3 mũi, 4 mũi hay là ít nhất là 2 mũi, không có ai không có trích hết. Cho nên là cái vấn đề lây nhiễm ở Việt Nam Tường Vi nghĩ là tốt đó, nghĩa là không có kiểm soát tốt, là bởi vì người dân họ ý thức, họ sợ bệnh cho nên họ trích rất là nhiều. Còn ở trong nhân viên khách sạn thì khỏi nói, ai cũng 4 mũi hết. Còn những cái người mà như Tường Vi biết đó, mình ra ngoài mình gặp cái người bán hàng thường thôi, họ bán hàng rong thôi, mình hỏi thì mình cũng thấy là họ hỏi 5-6 người randomly, mình chọn một vài người mình hỏi đó, thì mình thấy là họ ai cũng nói là tôi trích 2 mũi, mà tệ nhất là 2 mũi ở Nam. Cho nên là Tường Vi nghĩ là nói chung là ở Việt Nam cái vấn đề mà trích ngừa do cái người dân ý thức đó thì rất là tốt. Cho nên họ có những cái điều mà họ nói là họ không có hiểu được tại sao ở bên Mỹ hay là ở bên Úc có một số người không có chịu trích, bởi vì đối với họ là họ không có phân biệt thuốc nào hết. Khi mà bị bệnh và
bị chết vì cái con Delta đó, thì họ chỉ là kể lại những cái nỗi kinh hoàng khi mà họ thấy những cái xe tải mà chở quan tài đi đến cái Bình Hòa Hưng cái gì đó, cái chỗ gì mà để mà thiêu ở Sài Gòn nổi tiếng đó, thì họ chỉ kể lại những cái cảnh kinh hoàng và họ nói là tôi chỉ mong cho được trích thôi, bác chỉ mong đến phiên được trích thôi, cho nên là họ chỉ mong có thuốc để trích thôi, không có giống như mình sống sung sướng quá, cho nên là gọi là chê thuốc rồi là sợ cái này sợ cái kia. Ở Việt Nam họ chỉ mong thuốc Mỹ, thuốc họ cứ họ không biết gọi là Pfizer, những cái người mà bình dân đó bán hàng rong thì họ chỉ nói là tôi họ chỉ nói là thuốc Anh tức là AstraZeneca và thuốc Mỹ là Pfizer thôi, chứ họ không có biết đọc, họ chỉ nói như thế thôi. Thì anh Kawai không từ định kể lại cái chuyện mà đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nhưng mà bởi vì còn tay anh Kawai rất là nhất là trả lời chị Sóc Trăng về cái tình trạng Covid đó, cho nên là nói trở thành hơi lâu, cho nên là mời anh Kawai lên đi nha, rồi Tường Vi sẽ anh hát xong rồi Tường Vi sẽ lên mới bắt đầu cái câu chuyện thật sự đi thăm quân đội Biên Hòa nó như thế nào. Và cái cảm xúc như thế nào khi mình được, phải nói là một cái hân hạnh, một cái hãnh diện khi được tiếp xúc với những kiểu quân nhân, kiểu thương phế binh, no, thương phế binh thì không phải là kiểu, nhưng mà kiểu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, và đã nói chuyện với họ như thế nào, và đã đi cùng với họ đến thăm nghĩa trang quân đội như thế nào. Thì mời anh lên trước nha, rồi Tường Vy sẽ đưa tay lên sau sau anh để mà chia sẻ nếu mà không còn ai nữa. Mời anh Kawai nhé, lên hát hay cái gì đi. Cảm ơn quý vị. Ok, rồi quay trở lại. Chào lại cả nhà mới vào cũng vào, chào lại cả nhà hết. Cái mà cô hàng xóm đi nghĩa trang quân đội qua qua rồi chưa? Hay bắt đầu sắp sửa đi vậy? Cái cốt truyện đó hình như qua rồi đúng không? Thì lần lần đầu tiên, nhưng mà bây giờ á là chuẩn bị đi hay là đi đã xong rồi? Cái không ai muốn hỏi vậy đó. Ồ thì vậy nó rất là tiếc thôi. Thì nếu lần tới cô hàng xóm có một cái diễm phúc đó đó, cho Kha quay gửi lời hỏi thăm mấy ảnh, mấy anh cứ an giấc, còn tụi tôi đi đằng sau tụi anh thay. Dạ, cầu nguyện dùm Kha quay mấy câu đó là được ha. Đó, cảm ơn nhiều. Ok rồi, mời cả nhà giơ tay này kia cho nó vui. À, hai người nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói hồi chán ráng chịu à. Ơi những cánh cò bay giữa trời xanh, như em như anh ân tình nồng thắm, nhớ chăng ngày nào hai đứa yêu nhau, bao kỷ niệm bên mái tranh nghèo
người ta yêu nhau bao mùa mưa nắng. Đã hơn một lần tay ấm nãy dòng sông buông lặng lẽ trôi qua, bụi cành cỏ đâu sao ly biệt thành tình sầu. Phương trời xa du hành cùng trong sáng vàng, có nhớ nơi quê nghèo em một lòng. Sông vẫn là sông chảy ra biển rộng, thương ai cành cỏ nay đã về đâu. Em mang trong tim bóng người năm mấy, sống nơi quê người anh còn nhớ về em. Bao kỷ niệm xưa của nay chung, bên mai tranh nghèo cuộc bằng cài sông. Đôi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng, đã hơn một lần tay ấm. Nay dòng sông buông lặng lẽ trôi qua, hồi canh có đâu sao ly biệt thành tình sầu. Phương trời xa du hành cùng trong sáng già, có nhớ nơi quê người em một lòng. Là sông chảy ra, thương mai cành cỏ nay đã về. Em mang trong tim bóng người năm mấy, sống nơi quê người anh có nhớ về. Em mang trong tim bóng người năm mấy, sống nơi quê người anh có nhớ gì. Lời nói thật lòng. Sống nơi quê người anh có nhớ gì. Ok, hết bài, cảm ơn nhà nhiều. À, cô Láng Giềng ơi, thấy cô Láng Giềng lên nick nè. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Thầy, tôi mới xin trở lại với diễn đàn. Cảm ơn anh Cao Hoài, cảm ơn chị Sóc Trăng. Nhưng như thế thì Tử Vi đã trả lời chị rõ về COVID ở Việt Nam rồi phải không ạ? Chị nghe giọng em giọng thuốc lào không? Là bởi vì vẫn còn bị chưa có ngủ bình thường đó, cũng cái giờ nó cũng hơi khác và mình bay cũng hơi nhiều, đi nhiều.
đi 10 ngày mà mình đi mình travel cũng nhiều nơi đó, cho nên là nó cũng mệt, nó cũng chưa có bình thường, mới trở về thôi cho nên cũng chưa có bình thường. Dạ. À và nãy đó khi mà chờ anh Kawai hát xong đó thì Tường Vi có đọc được một cái câu viết của cô bảy Diêu gì đó, thì nói là ý nói là cái câu này Tường Vi thấy nó quan trọng đó, phải nói là nó cũng Tường Vi cũng đọc một cái bài cũng tương tự. Thì chính vì những cái nghiên cứu này đó, Tường Vi làm cái quyết định là Tường Vi không có chích cái mũi thứ tư. Tường Vi nghĩ đó, trong cái nhìn của riêng Tường Vi đó, thưa quý vị, thì cái chích ngừa nếu mà thật sự nó gọi là cái primary course, tức là mình chỉ cần hai mũi, mũi một và mũi hai thôi, còn cái mũi booster đó thì tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Nếu mình là người phải tiếp xúc nhiều, hay là khi mà nó còn cái con delta đó thì có lẽ cái booster nó cần, chứ còn thật sự không cần đến cái mũi booster thứ nhì đâu, bởi vì quý vị cũng biết đó là có nhiều nghiên cứu cho thấy đó, mình càng chích mà càng, nghĩa là tuổi mình trẻ đó, tuổi mà nghĩa là từ bây thì trên 40 rồi thì nó cũng không đến nỗi là bị cái risk nó cao, nhưng mà đối với những em mà dưới 30 tuổi đó thì nghĩa là không, chắc chắn là không nên chích cái mũi thứ tư, bởi vì cái vaccine mà mRNA đó thì nó lại bị cái side effect, đó là nó có thể gây ra vấn đề sưng cái màng tim đó, cho nên là nó từ bây nghĩ là bây giờ cái con delta nó không còn nữa, nó chỉ còn cái con Omicron, mà cái con Omicron đó thì nó không có gây, dĩ nhiên đối với người già đó thưa quý vị, thì bây giờ cái con COVID hay là cái con cúm nó cũng làm cho người già chết, cho nên là còn mình thì trẻ hơn, mình không có nằm trong cái lứa tuổi là trên 50 hay là trên 60 hay trên 70, thì Tường Vi nghĩ là ba mũi là đã quá đủ rồi. Nếu mà nó không vì cái con Delta đó mà chỉ là cái con Omicron không thôi đó, thì Tường Vi nghĩ là hai mũi đó là cái nhìn riêng của Tường Vi thôi, bởi vì đôi khi mình phải cân bằng trên cái bàn cân đó là cái lợi và cái hại của cái vaccine, thì Tường Vi thấy bây giờ cái con trong cái nhìn riêng của Tường Vi thôi nha, chứ Tường Vi không, còn dĩ nhiên là không không có đúng, nói không có đúng theo những cái định nghĩa khác, nhưng mà Tường Vi thấy là bây giờ con Omicron đó thì quý vị nào đã chích hai mũi là Tường Vi nghĩ cũng ok rồi. Cái mũi booster đó có được thì tốt, không đó thì cũng không có cần, bởi vì nhất là người trẻ đó, Tường Vi nghĩ là người trẻ không nên chích nhiều. Người dưới 30 tuổi đó thì cái risk mà để bị cái viêm cái màng tim đó, sưng cái màng tim đó nó cao hơn là cái người trên 40, trên 50, trên 60, cho nên là người dưới 30, nếu mà Tường Vi có con cháu mà dưới 30 thì Tường Vi không không muốn cho chích ngay cả cái mũi booster, nhất là bây giờ nó không còn cái con Delta nữa, nó chỉ còn cái con Omicron mà cái variant của nó không có nguy hiểm. Còn mình nói rằng nó giết người già đó thì ngay cả cúm nó cũng giết người già, cho nên là Tường Vi cương quyết là không có chích cái mũi thứ tư, nhất định là không có chích cái mũi thứ tư. Và ở Việt Nam người ta cũng chích như Tường Vi nói đó, là đa số là hai mũi rất là nhiều, mà họ cũng đâu có bị đâu, họ vẫn sinh hoạt đi bán hàng rong bình thường mà không có bị gì hết, cho nên là Tường Vi nghĩ là cái nguy nguy hại về COVID đó, mình đã chích ít nhất hai mũi thì nó không có gì sợ, mà nhất là có cái mũi booster nữa rồi đó thì cũng bị rất là nhẹ, như Tường Vi đó, khi Tường Vi bị COVID đó, Tường Vi cũng bị rất là nhẹ, nghĩa là không phải là rất rất nhẹ, nhưng mà cũng bị sốt, nhưng mà sốt hai cơn mỗi ngày, mà khi sốt cũng bình thường, uống Panadol, rồi bên bên Mỹ chắc là Tylenol, thì uống xong mình thấy rồi mình cũng, nghĩa là mặc dầu sốt nhưng mà mình không có thể, không có gì hết á, nhưng mà có cái là nó hơi ho, khi mà bị COVID thì nó làm quý vị ho hơi nhiều, cái ho làm Tường Vi khó chịu đó, chứ còn nếu mà nói chích mũi thứ tư để mà không có bị những cái triệu chứng đó khi mà dính COVID thì Tường Vi thấy những cái triệu chứng đó đối với Tường Vi chịu được rất là dễ dàng, còn hơn là chịu cái risk khi mà chích cái mũi thứ tư, cho nên là Tường Vi không chích đó. Thì mỗi người có một cái suy nghĩ thôi, đối với Tường Vi thì Tường Vi thấy như thế. Còn thì cái okay.
Nãy từ vì nói về cái mà quý vị có muốn nghe cái chủ đề đó hay không? Đôi khi mình nói chuyện mà mình quên để ý là cái người nghe đó, cái audience người ta muốn nghe hát hay là người ta muốn nghe một cái chủ đề gì về chính trị ở bên Mỹ, hay là như chị Sóc Trăng thì muốn nghe về COVID, cho nên là Tường Vi muốn hỏi là quý vị có muốn nghe về nghĩa trang quân đội Biên Hòa của ngày hôm nay hay không, nhất là cho, dạ cảm ơn chị Sóc Trăng, nhất là cho những cái người đã đến thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước năm 75 thì Tường Vi không biết, nhưng mà Tường Vi chỉ nghe qua cái chia sẻ của các chú thương pháp binh mà đi cùng với Tường Vi thôi, bởi vì Tường Vi thuê một cái xe lớn để mà đi được với một số các chú đó, cho nên là Tường Vi, bởi vì những chú thương pháp binh này là những người mà Tường Vi bảo trợ, có nghĩa là trong suốt cái thời gian mà bị COVID nặng ở Việt Nam và chết người đó thì các chú không có bán vé số được, cho nên là các chú không có tiền trả tiền nhà trọ, thì Tường Vi chính là người đã ủng hộ trả tiền nhà trọ cho các chú trong gần một năm, để cho các chú không có phải đi bán vé số, mà cứ đi bán cũng không được bởi lúc đó Sài Gòn nó lockdown đó. Dạ bây giờ thì nó đổi tên là nghĩa trang quân đội, nghĩa trang nhân dân gì đó thì em không có để ý chị Sóc Trăng, nhưng mà phải nói là mình không có dễ kiếm nó, bởi vì các chú cũng không có nhớ, không biết là nó đổi mang cái tên gì, bởi vì ở Việt Nam cũng dùng cái GPS mà những cái người tài xế mà lái xe đó bây giờ thường là những người ở cái tuổi mà 30, 40, tức là những người sanh sau năm 1975, cho nên là trừ khi nào mình biết cái tên của cái nghĩa trang quân đội bị đổi qua thì họ không có dùng cái GPS để mà họ xác định được cái nơi để mà họ đi, cho nên là các chú chỉ là hướng dẫn, nghĩa là chỉ nói là nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ, thì ở các chú nhớ ở cái khu vực đó thì đi rất là, phải nói là rất là khó khăn, Tường Vi mới đến được cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa, mặc dù là mình đi với những người kiệu quân nhân, mà rất nhiều cái câu chuyện về đồng đội của họ cũng như những người bà con của họ đã nằm xuống ở đó, mà họ phải nói là mấy mươi năm họ không có dịp đi thăm, bởi vì quý vị cũng biết là những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bây giờ sống rất là khổ. Tường Vi không biết là Tường Vi đã kêu gọi ở trên diễn đàn chưa, nó không thể chỉ là một lời cho tôi gửi lời hỏi thăm, mà Tường Vi nghĩ là nên có những cái hành động mà nó thực tế hơn, bởi vì Tường Vi nghĩ là thật sự nếu mà mình muốn giúp họ, trừ khi nào mình không có khả năng thì Tường Vi không nói gì, nhưng mà nếu mình có khả năng thì mình nên tham gia những chương trình như là đại hội cảm ơn anh ở bên Mỹ, hay là mình lên những cái trang mạng thương phế binh đó, bởi vì có rất là nhiều những cái hoàn cảnh nó rất là khổ, bởi vì quý vị cũng biết là các chú bây giờ nó trẻ nhất cũng là tuổi 70 rồi đó, và có bây giờ nghĩa là họ có người thì bị, nghĩa là đủ đủ hết đủ mọi binh chủng, ví dụ như Tường Vi đi thì đi chung với thủy quân lục chiến này, địa phương quân, rồi kỵ binh, kỵ binh tức là thiết giáp đó, rồi lính dù, đó cho nên là Tường Vi nghĩ là nghĩa là bây giờ cuộc sống của họ rất là khổ, họ là những người bị lãng quên. Quý vị biết là những người bộ đội thì được hưởng, những người mà thương thương binh của bên bên chiến thắng đó thì họ được hưởng, Tường Vi nghe nói là một tháng mấy triệu, tuy cũng không có nhiều nhưng mà cũng được, không có phải đi bán vé số để mà kiếm tiền trả tiền nhà trọ cũng như có cái bữa cơm sống qua hàng ngày, cho nên là mình về mình tiếp xúc với họ đó, và cũng như là mình nghe, mình tìm về họ trên cái trang mạng thương phế binh cũng như trong những cái chương trình thương phế binh đó, thì quý vị thấy là cuộc sống của họ rất là khổ, cho nên là mình đóng góp cho những cái chương đại đại nhạc hội cảm ơn anh thế này thế kia, tức là mình đã đóng góp giúp cho họ rồi, bởi vì thật sự rất là khổ, quý vị biết là cụt chân mù mắt mà phải đi lê lết từ những cái con đường, quý vị mà đã sống ở bên nước ngoài rồi đó, mình về Việt Nam, Tường Vi nghĩ đó không thể nào, Tường Vi nói là không thể nào Tường Vi sống ở Sài Gòn trên một tuần, bởi vì cái ô nhiễm không khí, phải nói là bước chân về lại Úc đó, cái không khí nó làm mình khỏe,
còn ở bên Sài Gòn không bệnh cũng trở thành bệnh, cho nên là Tường Vi ở được, nghĩa là chưa đến một tuần. Và sau đó Tường Vi phải đi ra Nha Trang. Tường Vi là người lớn lên, sanh ra và lớn lên 1/3 cuộc đời ở Nha Trang, cho nên là Tường Vi về Nha Trang mình thấy mình khỏe liền. Đó là thành phố biển, không khí nó không có ô nhiễm như là ở Sài Gòn. Sài Gòn quá đông, cho nên là không, mà đa số những kiểu quân nhân của mình, những thương phế binh đó là người miền Tây nhiều, cho nên là họ sinh sống ở Sài Gòn không bệnh cũng trở thành bệnh thôi quý vị đó. Cho nên là nói chung là cái cuộc sống rất là khổ. Và trở về lại cái vấn đề mà đi thăm nghĩa trang quân đội đó, thì Tường Vi không, Tường Vi chỉ nghe các chú nói là ngày xưa nghĩa trang quân đội đó, bởi vì họ các đồng đội nằm lại ở Việt Nam nhiều và nằm lại ở cái nghĩa trang đó, cho nên là họ đã từng đến nghĩa trang đó rất là nhiều lần để mà đi đi thăm đồng đội trước năm 75. Cho nên nhưng mà bây giờ nó đổi tên thì họ cũng không có nhớ, là họ chỉ nhớ là nghĩa trang nhân dân gì đó thôi, thì nói cho cái mà nhớ là ở Biên Hòa. Cho nên là khi nói với cái tài xế taxi đó đó, tài xế của cái xe mà Tường Vi thuê đó, thì họ mò đến được cái chỗ cái khu Biên Hòa đó nhưng mà lại không có đến được cái nơi chính xác, cho nên rất là khổ. Các anh chị biết là phải đi lái tí xíu là phải ngưng xe để mà hỏi, mà hỏi cái người trẻ đó họ không có hiểu được. Mình nói là tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là bây giờ đổi tên là nghĩa trang nhân dân gì đó mà tôi không nhớ tên. Nhưng mà mình hỏi những cái người trẻ, mình nói là ngày trước gọi là nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì họ hoàn toàn nói là tôi không biết. Cho nên là phải ngưng ở những cái quán mà phải hỏi những cái người mà cái tuổi mà trên 60 cơ thì họ mới biết. Thì cứ họ cứ chỉ có những người mà họ nghe mình, cái người tài xế, bởi vì mình nói cho cái người tài xế là hỏi đó, bởi vì Tường Vi thì không không dám tiếp xúc, bởi vì mình không, mình hỏi không có được rõ ràng. Thì cái người tài xế của cái xe của mình đó được cái order của mình là hỏi, thì họ hỏi nghĩa trang quân đội Biên Hòa, thì họ mình phải biết là mình muốn vô cổng chính, bởi vì người ở Việt Nam thì cái người mà biết đó thì họ nói là mình muốn vô cổng chính hay sao, thì họ chỉ vô cái đường vô cổng chính, nhưng mà quý vị biết là đường vô cổng chính đó thì nó không cho nữa. Sau đó mình mới biết, nghĩa là cứ đi lái xe khoảng 1 phút là phải ngưng hỏi, bởi vì cái người mà họ trả lời cho mình đó thì họ chỉ nói là ok đi qua cái cầu đó, rồi quẹo qua tay trái, quẹo qua cây tay phải, đi vô 500 m, ví dụ như thế, rồi lại quẹo tay trái. Cho nên họ chỉ ở cái đoạn nó xa quá thì cái anh tài xế anh cũng không có nhớ được, cho nên là cứ lại đi vài phút thì phải ngưng xe, đi qua cái cầu rồi thì phải ngưng xe. Mình hỏi là bây giờ mình quẹo vô cái chỗ nào, mà không phải là ai trả lời cũng chính xác, bởi vì thường là bây giờ trừ khi nào họ có thân nhân ở đó. Và thưa quý vị, thì đa số đó những người nằm lại là những người là có thể nói là thân nhân họ đi mất tiêu rồi, hay là họ họ không còn thân nhân ở đó. Ví dụ như cái chú mà Tường Vi đi chung á, có một người em họ, chú là có một bố mẹ chú có một mình chú cũng là bác di cư, và bố mẹ của một tử sĩ đó là nghĩa là người bố đó là anh em ruột với bố của chú. Thì cái chú đó là thủy thủy quân lục chiến, thì còn cái chú mà tử sĩ đó là nôi hổ, tức là thuộc nha kỹ thuật, tức là chuyên chuyên môn là nhảy tóm xa bắc đó. Thì cái chú lôi hổ đó đó là thiếu úy thì chết, thì là tử sĩ thì nằm lại ở cái trang quân đội Biên Hòa, nhưng mà bố mẹ của chú sau đó cũng chết, cho nên là không có ai bốc mộ hết. Cho nên là những người còn nằm lại ở trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa là những cái người mà gia đình đã đi vượt biển hết, đi hết, và họ nghĩa là quyết định là họ để lại nằm lại ở đó với đồng đội, chứ họ không mộ. Bởi vì bốc mộ thì phải bốc mộ đi về quê, mà họ là những người họ cũng bỏ nước ra đi rồi, cho nên là họ quyết định để cho con cháu của họ nằm lại ở đó. Hay là những người mà bố mẹ mất rồi, như Tường Vi kể về cái chú tử sĩ là lính lôi hổ đó, thì chú nằm lại bởi vì bố mẹ chú cũng đã mất, cho nên là không có bốc mộ chú đi đâu được hết. Cho nên là đó là cái hoàn cảnh của những người mà nằm lại trong cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Mà đa số đó là cái suy nghĩ đó, ngay cả những cái người mà đi chung với Tường Vi thì họ cũng nói là nếu tôi các anh em ở lại nằm đó, như cái chú mà thủy quân lục chiến đó, thì chú cũng nói là tôi cũng không có nghĩ gì đến cái chuyện mà cho dù tôi có tiền sau này đi nữa, mà làm sao chú có tiền, chú là người bán vé số mà. Nhưng mà cái mentality của các chú đó là tôi
Cho dù có tiền tôi cũng không bốc mộ mà em của tôi đi, bởi vì tôi muốn nó nằm lại đối với đồng đội. Bởi vì về quê thì tôi cũng không có cái gì ở quê để mà luyến nó nữa, cho nên là để nó nằm lại với đồng đội thì tốt hơn. Đó là cái mentality của các chú đó. Thì Tử Vi chia sẻ là những người nằm lại, ví dụ ngay cả mộ của tướng Đỗ Cao Trí cũng đã được họ hàng đến để mà bốc mộ rồi, thì đem đi đâu thì Tử Vi không biết. Cho nên là những người có thân nhân đó thì và có quê để về đó thì họ đến bốc mộ, còn những người nằm lại, có những người mình đặt những cái mộ bia rất là tội thưa quý vị, nghĩa là mình rất là xúc động cái bài Hồn Tử Sĩ của chị Sóc Trăng đó, làm cho Tường Vi nhớ cái cảnh mà Tường Vi đi vô mà nó muỗi rất là nhiều thưa quý vị. Muỗi bởi vì các chú nói ngày xưa nó rất là khang trang, nó không có cây cối, còn bây giờ thì nó nghĩa là nó che mờ hết, nghĩa là mặt trời. Cái ngày hôm đó Tường Vi đi thì Sài Gòn nó cũng âm u, cho nên là cái khung cảnh nó rất là âm u. Đi một mình đó, nghĩa là phải nói là mình thương lắm mình mới đi được đó. Mình phải có một cái cảm xúc, mình phải có một cái sự biết ơn sâu xa đến cái sự hy sinh của những người đã nằm xuống thì mình mới đi được. Bởi vì đi nó khó khăn là một rồi, nhưng mà đi vô trong đó đó, bởi vì không có ai chăm sóc hết, cho nên là những cái cây nó lên rất là cao. Quý vị biết là từ năm 75 đến giờ là bao nhiêu năm rồi, cho nên là những cái cây nó mọc lên nó cao, nó che phủ, nghĩa là tất cả những cái nó lên rất là cao, nó trở thành những cái cây nó rất là cao, nó che hết, nó rất là âm u ở trong đó. Mà bởi vì cây cao đó cho nên là nó muỗi nó rất là nhiều, phải nói là mình không khi vô mình phải trình giấy tờ và bị làm khó, Tử Vi phải cho tiền mới vô được đó. Đối với những người ở Việt Nam thì họ chỉ nói là cô vô, cô chỉ đưa giấy tờ, trình giấy tờ ở cái cửa vô cho gọi là cho người gác cửa thì trình giấy tờ thì được vô. Thì mình nghĩ là mình trình giấy tờ thì mình được vô thôi, nhưng mà vô thì họ làm rất là khó khăn. Thì cái người tài xế mới nói với Tường Vi là em phải cho tiền đi, nghĩa là kéo ra ngoài xe đó, bởi vì mình hỏi mình lung tung luôn. Khi mà biết mình là Việt kiều đó thì hỏi tùm lum hết trơn, và hỏi là mình có ai ở đây, mình không có ai ở đây thì mình không nên vô làm gì đó. Thì lúc đó Tường Vi cũng bực mình quá, thì Tường Vi mới nói rằng đó chị Sóc Trăng đó, em cũng không ngờ, bởi vì người Việt Nam họ cũng không có sự chuẩn bị đó, cho nên là khi mà mình vô thì nó gọi là đưa giấy tờ thì em nói là em không có cái passport, em để ở hotel chứ em đâu có cầm passport đi vòng vòng làm gì, em để trong cái safety box ở hotel. Thì em chỉ rồi họ hỏi mình có cái driver license ở bên Úc không, vậy em cũng đâu có đem driver license về làm gì. Họ hỏi kỹ là mình ở hotel nào, mình ở Úc địa chỉ nào, họ cứ giả vờ. Sau này mình mới hiểu ra là họ giả vờ đang cao quay, họ giả vờ, họ cứ vòng vòng rồi họ ra cả. Khi mà Tường Vi nói là Tường Vi không có thân nhân gì, họ hỏi là cô có thân nhân nào chôn ở đây mà cô đến thăm, thì họ cố ý. Mình biết là họ làm, bây giờ mình mới hiểu ra là họ làm tiền thôi đó anh cao quay. Thì Tường Vi mới nói là Tường Vi không có thân nhân gì chôn ở đây hết. Thì họ nói là cô thế thì tại sao cô cần phải thăm những người ở đây. Thì Tường Vi lúc đó Tường Vi mới bực mình lên, Tường Vi liều, Tường Vi giận quá, Tường Vi liều, Tường Vi không sợ nữa. Tường Vi mới nói là tôi không có thân nhân ở đây thật, nhưng mà nếu mà như chính quyền làm quá khó khăn cho những Việt kiều như tôi về thăm những người nằm xuống thì tôi không bao giờ trở về lại Sài Gòn nữa. Và tôi sẽ thông báo cái điều này đến chính quyền là tôi bị làm quá khó khăn khi tôi vô thăm một cái nghĩa trang mà làm khó khăn cho Việt kiều quá, thì ai muốn trở về Việt Nam làm gì nữa. Lúc đó Tử Vi nói như thế thì anh ta lại đi ra xe, anh ta nói là cô đi với ai mà ngồi một xe. Tử Vi nói là Tử Vi không dám nói là đi với thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa. Tử Vi chỉ nói là thì đi với các chú nghèo khổ, thì Tử Vi muốn đưa họ đi tham quan những cái, tôi muốn đưa họ đi tham quan những cái di tích lịch sử của miền Nam. Thì cái người đó mới bỏ bàn đi lại hỏi các chú. Thì nhìn vô một xe thì thấy Tử Vi đi với sáu sáu người mà Tử Vi bảo trợ khi Tử Vi ở bên Úc trong suốt một thời gian bị Covid đó.
thì thấy người nào người thì mù mắt, người thì cụt chân, người cụt tay, người thì bị người cái chú mà truyền chú là gọi là ông thoại viên đó, cho kỵ binh, thì hai người ông bị bắn, nghĩa là nát cả cái hàm, bị mất một cái phần hàm đó, cái miệng thì mở ra đâu có được đâu. Thì cũng hỏi các chú, thì các tử vi đứng xa tử vi để các chú trả lời. Thì sau đó các chú nói, thì các chú chỉ nói là tôi đi tham quan thôi, thì chúng tôi là những người bị thương, bị thương trước năm 75, thì bây giờ chúng tôi bán vé số thôi chứ chúng tôi không có là cái nguy hiểm gì hết. Thì cô này là người đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và cô dẫn đi tham quan thôi. Thì lúc đó thì Tường Vi, lúc đó cái ông tài xế đó, ông mới nói thật là lớn lên đó, ông mới nói thì đó chị Sóc Trăng. Thì lúc đó, nhưng mà lúc đó em liều rồi, em cảm thấy em không có gì để mà em sợ, bởi vì người ta cho em vô Việt Nam, em đâu có làm chính trị gì đâu, em làm giống như công tác như là từ thiện thôi. Thì lúc đó thì em không biết là làm tiền. Thì lúc đó thì người đó đi ra lại cái bàn, thì em Tường Vi vẫn còn đứng ở cái bàn đó, mà mình nhìn bên tay phải của mình là mình đã thấy mộ bia rồi, mình trong lòng mình đã xúc động rồi, mình muốn chạy vô để mình nhìn thôi. Thì cái đó không phải là cửa chính. Thì lúc đó cái người tài xế đó mới nói là em ơi, gửi cho chú mày mấy trăm nghìn đi, thì cho chú uống cà phê đi cho chú khỏe người. Thì lúc đó cái người tài xế đó mới nói với Tử Vi như thế đó. Cái Tử Vi cũng lúc đó sao tự nhiên Tử Vi giận á, Tử Vi mới đi, Tử Vi bỏ ngay cái bàn đó, Tử Vi đi lại cái xe mà trong cái từ cái anh chàng trai chờ tí cho Tử Vi kể cho nó nốt cái câu chuyện nhé. Thì Tử Vi mới đi lại xe, Tử Vi gọi là quầy quả đi lại xe với cái sự rất là bực mình, mà sao mình có rất là nhiều tiền mà mình ghét không muốn cho làm tiền trên những cái người đã nằm xuống nữa. Thì Tử Vi mới đi lại xe, rồi cái anh tài xế đi lại, Tử Vi ngồi trong xe, Tử Vi nhỏ tuổi hơn, Tử Vi cũng giận, có Tử Vi cũng la. Tử Vi mới nói là nếu mà anh muốn cho tiền á thì anh phải xin phép tôi trước nhá, anh không có được quyền mà ngay cái bàn đó mà anh ngay đứng chỗ đó mà anh ra lệnh, anh nói anh hint cho tôi cho tiền nhé. Cho nên là lần sau đó tôi có trở về Việt Nam mà tôi đi thăm nữa đó, thì anh không có được, lúc đó mình đâu có liên lạc gì với ông nữa khi mình trở về này. Nhưng mà tự nhiên mình cũng giận quá, mình cũng la như thế. Thì Tường Vi mới nói, thì anh mới nói là em không biết, không cho tiền là nó làm khó em đó, nó sẽ không có cho em vô đâu, em đứng đó mãi thôi. Thì lúc đó Tử Vi thì biết rồi, mà để các chú ngồi trong xe, các chú đi cũng mệt bởi vì các chú lớn tuổi rồi. Cho nên là Tử Vi lúc đó thì người đó mới lại xe, cái người nhân viên đó mới lại xe, mới lại thò đầu vô trong cái cửa sổ xe, rồi lại hỏi giấy chứng minh nhân dân gì của các chú nữa. Thì lúc đó Tử Vi biết không, xong rồi, Tử Vi móc ra 1 triệu đồng tiền Việt Nam, không có mấy trăm nghìn gì hết đó, mình đưa càng nhiều đó thì chắc càng dễ. Tường Vi móc ra 1 triệu đồng trong ví đó, Tường Vi mới thò tay ra đằng sau, Tường Vi mới nói là thôi chú lấy ít tiền là mua nhang dùm cho con luôn. Trời, lúc đó là vui vẻ lắm. Chị muốn mua nhang bao nhiêu, chị thăm mộ ai, chị muốn vô cửa chính hay là cửa cửa nào, bởi vì từ cái chỗ này là cái cổng để mà đưa giấy tờ thôi. Rồi sau đó chị đi khúc này này rồi chỉ đường cho cái anh tài xế đi cho đúng vô cái cổng chính, bởi vì quý vị phải vô cái hướng cổng chính thì quý vị mới đến đến được cái đài tử sĩ để mà có cái lư hương đó để cho mình thắp nhang. Nhưng mà mũi vô cùng, thưa quý vị, mũi vô cùng, cho nên là Tường Vi cũng thông báo trước. Lúc đó Tường Vi hơi ngu, bây giờ mình về mình kể lại cho người ở hotel đó, thì họ nói là đúng ra em phải nhang còn lại đó thành một cái bó nhang đốt cho nó rực lên để nó đủ mũi, bởi vì các anh chị biết không, mũi rất là nhiều. Đúng khấn đó Tường Vi muốn, nghĩa là có đem theo một cái chiếu để mà mình trải ra trước cái đài tử sĩ để mà mình quỳ lại, nhưng mà cuối cùng không làm được cái điều đó, bởi vì các anh chị biết Tử Vi mặc áo đồng nó lên, nghĩa là nó đốt hết cả Tử Vi trên mặt. Tử Vi bây giờ cũng còn mũi trên hai cái mí mắt, ngày sưng to
Rồi cái chân của Tường Vi nghĩa là nó luồn, mặc dù mình mặc áo đầm dài nhưng mà nó cũng luồn lên cả trên cái bắp vế của mình, nghĩa là mũi nó cả bầy như thế, nghĩa là nó như là mũi đói mà nó như là cả một cái khu rừng, nghĩa là trong cái nghĩa trang nó rất là âm u. Tường Vi nói nó che mặt trời, có lẽ là ngày này qua ngày nọ mà không có ai làm cỏ làm vườn đó, cho nên là mộ bia thì nó nằm, quý vị biết là như là các chú đi hành quân ngày xưa, các chú nói trời ơi bao nhiêu năm tôi trở lại thì nó làm cho tôi gợi lại cho tôi cái hình ảnh như là tôi đi hành quân và cái thuở thuở xưa. Nhưng mà ngày xưa hành quân thì tôi thức sức cái thuốc chống mũi của Mỹ thì nó làm đen cái mặt mày chân tay thôi, nhưng mà nó rất là có hiệu quả. Còn bây giờ thì mũi quá trời, các anh chị, nghĩa là Tường Vi cũng báo trước những ai mà có định về, Tường Vi bây giờ kinh nghiệm rồi, lần sau mà có về Tường Vi đi thăm nghĩa trang quân đội đó thì Tường Vi sẽ biết cách, nghĩa là mình đem thuốc chống mũi. Bởi vì các anh chị biết không, mình đứng để mình cầu nguyện tí xíu cho tử sĩ đó mà nó đốt lên cả hai cái bàn tay và nó lên như Tường Vi nói đó. Nghĩa là mình đứng thì mình phải đứng trang nghiêm, mình đâu có di chuyển được. Khi mà mình đứng nghiêm một tí xíu là nghĩa là bắt đầu mũi nó tràn lại, nghĩa là nó bay khắp ở trong cái không trung, nghĩa là nó bay cả bầy như thế. Và cái hình ảnh mà có lẽ Tường Vi không có bao giờ quên mà đem lại cái hình ảnh đó về bên Úc đó, mà tối nó về nằm ngủ ở hotel Tường Vi còn buồn đó, là cái hình ảnh mà cái chú thủy quân lục chiến đó, chú bị mù mắt. Và sau đó là một cái chú âm thoại viên, tức là người sĩ quan truyền tin, nghĩa là đi sau lưng. Và chú cái chú thủy quân lục chiến thì bị mù mắt, nghĩa là không có mù hoàn toàn, bởi vì chú nói là Tổng Y viện Cộng Hòa quyết định là móc một cái hố mắt của chú ra để mà cứu mạng của chú, và mổ gì ở bên cái mang tai đó để mà lấy cái đạn và móc một cái hố mắt của chú. Cho nên là chú chỉ thấy mờ bên con mắt bên kia thôi, bởi vì đạn vô cái gì ở trong cái sọ đó. Thì chú mới nói, chú là có người em là lôi lôi hổ mà Tường Vi nói đó, là tử sĩ. Thì chú mới nói, thì chú hai người đi trong cái đường mộ bia thì Tường Vi đi theo, bởi vì Tường Vi cũng định đi theo để mà thắp nhang cho cái người tử sĩ mà bố mẹ không còn đó. Thì đi trong một cái đường giữa hai cái dãy mộ mà cái người thủy quân lục chiến đó, mà bị mù mắt, Tường Vi nói đi trước. Đằng sau đó là cái chú lính truyền tin của ngày xưa, tức là âm thoại viên của kỵ binh. Thì chú là bị bay một cái hàm rồi, bị đạn nửa hàm ăn, bây giờ nó tràn đồ ăn ra, nó không có nuốt vô được nhiều. Rồi đi sau là Tường Vi, trời ơi, mà Tường Vi đi một đoạn, Tường Vi phải đi ra, và Tường Vi bảo hai chú đi ra đi, bởi vì bây giờ mộ bia còn cả trăm, nghĩa là Tường Vi nghĩ là cả nghìn ngôi mộ ở đó, mà có những cái mũi nó bay theo, mình không thể nào, mình không thể nào. Mà lúc mà Sài Gòn thì vừa qua một cái trận dịch sốt xuất huyết, cho nên là sốt xuất huyết đó, cho nên là cái chú, mấy chú kia ở ngoài gọi, gọi tên của Tường Vi, gọi, Tường Vi không nói tên thật nha, gọi tên Tường Vi, gọi, gọi cháu ơi, cháu Vi ơi, đi ra, bởi vì có chú sợ cho mình đó, tội lắm. Nói cháu đi ra đi, không cần phải đi kiếm mộ đâu, và gọi hai chú kia đi ra luôn, nói hai ông đi ra đi chứ cháu nó đi theo thì nó bị về Úc, nó bị sốt xuất huyết rồi, mình ăn nói làm sao với bố mẹ nó. Rất là thương quý vị. Mà cái chú mà thủy quân lục chiến nó đi trước thì lại vừa đi vừa cái cây gậy mà mò mẫm, và chú nó không hiểu sao nó cắn cháu, chứ chú đâu có bị cắn đâu, mà không hiểu sao nó cắn Tường Vi là nhiều, còn nó cắn các chú không có bao nhiêu. Mà Tường Vi là nghĩa là sưng húp hai mắt luôn, về hotel, nghĩa là họ phải đi, họ lấy cái, Tường Vi phải lấy cái loại mà chống các cái thuốc mà ở bên Úc đó, khi mà mũi cắn mình á, mình sức vô thì nó chống nhiễm trùng luôn á. Qua ngày hôm sau nó mới, Tường Vi mới mở mắt lên được á, các chú quý vị tin không, mũi nó kinh khủng như thế. Tường Vi cũng bắt đầu cũng sợ, bây giờ cũng còn những cái vết mũi cắn ở dưới chân làm kỷ niệm. Thì lúc đó thì mũi nó vô trong xe luôn, thì lúc đó thì chú mới nói, để biết đâu tôi đi như thế này đó, tôi kiếm được mộ thằng em của tôi mấy mươi năm rồi, nếu mà không có cô đó giúp đó thì có lẽ là tôi không có thể nào tôi trở về được cái trang này. Và chú nó ngày xưa nó đâu như thế này đâu, nó quang đãng và nó không có cây lên như thế này đó. Thì quý vị biết là trong nghĩa trang quân đội thì nó có cái vành gọi là cái quàng, vành khăn tang đó,
Nó ở trước cái lư hương thắp cho tử sĩ, thì đằng sau cái cấu trúc của cái nghĩa trang quân đội rất là hay, nó rất là có ý nghĩa. Thì từ cái cổng chính mình đi vô thì mình sẽ bước lên, nhà Tường Vi thì không có đi được ở cái cổng chính mà đi từ cái cửa bên hông, từ cái chỗ mà của cái tội mà tự vệ, nhưng tội an ninh đó, nó gọi là tội an ninh mà ban nãy Tường Vi có vấn đề với nó đó, thì đi vô cái cửa đó là cửa bên hông, thì mình tìm đến cái phần cổng chính thì mình mới kiếm được cái lư hương, nó như cái bậc thang để đi lên dọc cái lư hương để mà đốt cho tử sĩ. Rồi đằng sau đó là cái ý nghĩa là họ xây lên như là cái bàn khăn tang đó, xây cái hình đó mà Tường Vi đọc trước khi Tường Vi nghiên cứu, trước khi Tường Vi đi đó, để Tường Vi tìm hiểu cái ý nghĩa, thì đó là cái dấu hiệu, là nghĩa là đại diện cái màn khăn tang của toàn miền Nam cho những người tử sĩ nằm xuống, đó là ý nghĩa của nó, cùng với cái bức tượng thương tiếc thì quý vị đã biết rồi. Đó, dạ thì nói chung á là Tường Vi không có ở lâu được theo ý Tường Vi muốn, bởi vì mũi cắn quá cho nên là cũng không có quỳ lạy được như là mình đến chùa, mặc dù đó là cái ý Tường Vi muốn, nhưng mà Tường Vi cũng thắp được nhang và cũng khấn nguyện được, cho nói lời biết ơn đến những người tử sĩ đã nằm xuống cho miền Nam, nhưng mà mình không có quỳ được trên cái chiếu như là mình muốn, bởi vì nó quá mũi đi. Cho nên là quý vị đến thì chắc là quý vị nên đốt một cái bó nhang, cho nó có khói đó, khói thì nó sẽ làm cho mũi nó bay đi, chứ còn không thể nào đi vô được, nghĩa là lá cây nó, nghĩa là nó đổ xuống như là, nghĩa là ngập hết trên cả cái lối đi trong những cái dãy mộ đó. Và Tường Vi xa xa thì Tường Vi cũng có thấy, nghĩa là những cái xe có lẽ là xe của Việt Kiều như Tường Vi đó thì lại được hộ tống bởi những cái tên này, tức là cũng cho tiền đó quý vị, bởi vì anh ta hỏi là có thăm mộ người nào, sau khi mình cho 1 triệu đồng thì anh ta hỏi là có muốn đi thăm mộ của một cái người nào không, thì anh ta sẽ dẫn đến được. Thì Tường Vi nói không, tôi chỉ muốn đến cái đài tử sĩ thôi, được rồi chúng tôi tự đi đó. Nhưng mà sau đó thì thấy anh ta hướng dẫn một cái xe, thì cái xe mà lớn và có nhiều chỗ ngồi thì chỉ có xe Việt Kiều thôi, thì anh ta chạy trước để mà hướng dẫn cái xe Việt Kiều. Và đồng thời Tường Vi thấy cũng có những cái ngôi mộ mà bây giờ mình biết rồi, họ những cái người thợ mà họ sơn sửa lại cho mộ đó, thì có lẽ là những cái ngôi mộ rất là khang trang, nhất định là của Việt Kiều hay là thân nhân gửi tiền để mà trùng tu đó, gọi là các chú bên đó gọi chữ là trùng tu. Thì Tường Vi thấy là những cái người thợ đó, bây giờ mình đi ra khỏi cổng rồi thì Tường Vi mới nghĩ ra là bên sát bên những cái ngôi mộ đó, sát bên những cái người thợ mà đang làm trùng tu mộ đó, là họ xây lên rất là đẹp. Thì có những cái giống như là những cái họ đốt lá đó, họ đốt những cái lá khô, bởi vì lá khô rơi rất là nhiều, cảnh rất là ảm đạm, rất là buồn, thì họ đốt những cái lá khô đó. Bây giờ Tường Vi không, và đầu Tường Vi hiểu, Tường Vi tưởng là họ đốt để mà làm sạch cái lá khô xung quanh mộ, mà bây giờ Tường Vi hiểu là họ đốt, họ mặc áo dài tây, họ dài tay và họ trùm được hết đầu hết cổ luôn, họ mặc quần dài hết. Thì Tường Vi mới hiểu ra là họ đốt những cái khô đó để mà thứ nhất là cho nó sạch sẽ xung quanh cái mộ, thứ hai nữa là họ đuổi muỗi đi, chứ không thể nào làm việc được ở trong đó bởi vì quá muỗi. Cho nên là nói chung là rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và Tường Vi nhìn thấy những cái mộ bia, ý Tường Vi là muốn mua một bó nhang lớn, là ý Tường Vi là muốn đi cắm cho thắp nhang cho mỗi một cái mộ bia đó, nhưng mà cuối cùng cũng không có làm được bởi vì quá muỗi, rất là kinh hoàng, cái muỗi muỗi như là cả bầy muỗi chứ không phải là một hai con đâu thưa quý vị, nó theo mình, nó bám vô kinh kinh khủng lắm. Thì Tường Vi đọc được những ngôi mộ là nào là nghĩa là địa phương quân, mình đọc được cái chữ tắt DPP, địa phương quân đại đội gì đó 48, rồi cái dấu slash 38 gì đó, thì mấy chú nói là à có nghĩa là địa tử sĩ này là địa phương quân đại đội 48, trung đội 38 hay cái gì đó, mấy chú giải thích đó. Và cũng và đề tử trận, có những cái mộ bia thì thật sự là vô danh, nghĩa là không có mộ bia luôn, nhưng mà còn đa số thì mình cố gắng mình đọc đó thì cũng được. Ví dụ như Lê Văn Sĩ, từ vì nhớ một cái ngôi mộ như là Lê Văn Sĩ, tiểu đoàn 1 nhảy dù tử trận năm 1969, nghĩa là làm cho mình rất là xúc động, nghĩa là Tường Vi phải nói là khóc á,
mình bật khóc khi mình thấy những cái ngôi mộ vô danh và mình thấy những cái mộ bia tử sĩ rất là gây cho mình một cái sự rất là xúc động, nhất là họ nằm xuống ở đó mà đã nằm xuống từ lâu rồi. Cũng có một số người thì một trong những cái chú mà đi theo trong cái đoàn của Tường Vi là chú bị đuổi ra khỏi cái tổ y viện Cộng Hòa khi mà chú bị cưa chân á, bởi vì lúc mà cộng sản vô đó thì đuổi chú và một số đồng đội ra, thì chú may mắn là vết thương nó không có bị nhiễm trùng cho nên là thì bị cưa ở trong tổ y viện rồi, nhưng mà sau đó về nhà thì nó lành. Lúc mà năm 75 thì chú bị đuổi ra khỏi cái tổ y viện Cộng Hòa, cho nên là ý Tường Vi nói là những cái bút ký chiến tranh hay là cái gì đó mình nghe thì nói về thương phế binh đó thì nó là hoàn toàn có thật, nghĩa là bởi vì những câu chuyện Tường Vi nghe là hoàn toàn có thật hết. Mình đối chiếu lại được với những cái câu chuyện mình nghe qua từ những cái chuyện kể của các chú đó thì mình thấy là có thật hết. Dạ vâng, theo Tường Vi chỉ chia sẻ những cái điều đó thôi, và Tường Vi hy vọng là quý vị không chán khi nghe những cái câu chuyện như thế. Tường Vi nghĩ nếu mà nghe chán câu chuyện về cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa đây thì Tường Vi không biết nói sao, bởi vì thật sự mà nói đó, mình biết ơn những người nằm xuống rất là nhiều thưa quý vị, và nhất là những thương phế binh của mình đã bị lãng quên. Họ là cái thành phần, nghĩa là công dân hạng hai của Việt Nam, và bây giờ họ sống được và quý vị biết nhờ gì không? Nhờ dòng chú cứu thế đã cưu mang họ, ngay cả bây giờ các cha của dòng chú cứu thế đã cưu mang họ, trả tiền đỏ cho họ, và hình như là sẽ có một cha sẽ đi qua Mỹ để vận động, bởi vì cái quỹ đó đã hết rồi đó. Nghe nghe các chú kể lại là cái quỹ đó đã cạn rồi, cho nên là chuẩn bị, nghĩa là Tết Tết Việt Nam thì có thể là không còn cái quỹ để mà tặng quà cho các chú nữa. Cho nên là các chú nào mà may mắn lắm có cơ duyên thì gặp được những người như mình bảo trợ thì đỡ hơn. Dạ vâng, thôi thì tôi cảm ơn quý vị nhé. Mời anh cao quay lên hát hay cái gì nữa nha. Tường Vi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bởi vậy nhiều khi tôi nghe, ngồi tôi nghe tôi tức đấy, tức giùm cô hàng xóm, không biết có chịu hay làm hàng xóm của tôi hay không đấy, và tức trời ơi đất ơi, muỗi đâu có gì mà khó trị, nó đâu có bằng cái con ong. Con ong là nó đua, nó bu thành đàn, còn con muỗi nó cũng có nhưng mà nó nó thích cái thịt nào thơm là bắt đầu nó chích thôi, còn mấy ông kia già quá nó không chích. Kì rồi, cảm ơn cô láng giềng nha, mời người ta trở lại ha, để sinh hoạt cho nó vui chứ gì. Không quay chào cả nhà, mới vợ cô vào chào cả nhà ha, gửi cái nhà bài nhạc nó ghé cả nhà. Sau này á, cô hàng xóm muốn đi đâu chẳng hạn về mà cái khu accent của tụi mình đó là kêu tôi đi, tôi cầm mùng thôi chứ không làm gì hết. Mới quên nhau em thương hay lo sợ, sợ tình ta dần. Vì đời lầm trai dấu cho duyên bé bạn, em vẫn đã chiều nào trên sân ga tay cầm tay dâng lên ngang ngào tiếng đầu không chiếu xót thương tê tái lòng gió lạnh buông
mới đường chân trời mù sa tình yêu về xa em bao dầm rồi mai có qua hồng dẫn lối tiếng em về với dầm đi dịu dù mình cách xa nhau em đừng nên lo sợ sợ tình ta lãng dần dù đời lầm trai nhát dẫu cho riêng bé hoài em vẫn là rồi cảm ơn anh hay massage. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè. Mời cả nhà tôi đi ngồi chơi xơi nước hả? Hết cách rồi mà. Vô, ở với cách rồi. Chiều nắng trên sân ga tay cầm tay xưng lên ngạc ngào thích thanh lần đầu khóc chia ly xót thương tê tái lòng gió lạnh buông chiều em mới đường chứng trời mù sương tao đem về tháng xa em bao dầm chung rồi mai có qua hồng dẫn lối tiếng em bên vui đi dìu mừng chung dù mình cách xa em đừng nên lo sợ sợ tình ta dù đời lầm trai ngang dẫu cho duyên bé hoài em vẫn là của anh dù đời lầm trai ngang dẫu cho duyên bé hoài em vẫn là của anh cả nhà. Còn thiếu như một hai bài nữa mới ngủ được. Dạ. Rồi, anh trang điểm lên luôn nha. Dạ. Kêu anh. À, cảm ơn tiếng hát của anh Cao Quay. À, xin chào cả nhà. Để giúp vui một bản nhạc. Có một ngày thôi không yêu anh, em đi thật xa và mặc chiếc áo anh chưa từng thấy bao giờ. Em có cái cười bằng nụ hôn khác, em có nỗi buồn bằng màu mưa khác. Những buồn vui anh không có bao giờ. Có một ngày không như hôm xưa, em ôm vòng hoa tràn đầy âu yếm, anh chưa từng thấy bao giờ. Em xoa bóng mình của ngày xưa ấy, quên mái tóc dài còn hằn trên đây. Những nụ hôn anh đang in từng ngày.
tiếng mưa hay là tiếng em, thì thầm mái hiên từng đêm. Ôi, những bước chân nào đó có là gió bay hồn ta thành sông tố. Nhớ ngày nào anh ôm con tim trao cho tình em được màu hạnh phúc phai màu như nắng qua thềm. Anh có cái cười nhìn đời sương khói, anh có nỗi buồn lạnh lùng quên nói. Với hành trang theo anh suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh hai. Anh hai lâu lâu mới vô. Có dịp anh hai đang ở trên diễn đàn thì cũng xin mời anh góp thêm vài ba bài nữa. Tại vì Sóc Trăng Xưa lâu lắm rồi không có hát cho nên thích nghe lắm. Sóc Trăng Xưa thích nghe hát lắm. Mặc dù mình không biết hát mà không phải không biết hát, hồi đó cũng hát, hát dở cũng hát, nhưng mà sau thời gian dài rồi Sóc Trăng Xưa cũng không có hát nữa, thành ra nó viết và nó quen đi. Nhưng mà Sóc Trăng Xưa rất là thích nghe nhạc, nó thật đó. Nghe thôi, đêm nào mà ngủ không được thì cũng phải nằm trằn trọc hoài đó. Tự nhiên có những lúc sao nằm trằn trọc hoài thì Sóc Trăng Xưa lại phải mở nhẹ nhẹ cái tablet lên để nghe nhạc. Rồi nghe rồi cái nghe phải nói là nghe chừng khoảng một tiếng vậy đó thì lại ngủ ngon được. Thành ra Sóc Trăng Xưa rất thích nghe hát. Chào bữa nay thì cũng mà định là phải rời diễn đàn, nhưng mà thấy hát thì phải ở lại để nghe. Mà anh Cao Quay cũng nói là còn phải thêm vài bản nữa thì mới ngủ được đó. Thì Sóc Trăng Xưa cũng mời anh Cao Quay trở lại với diễn đàn nha. Giờ này chắc ổng ra ngoài ổng đốt khói rồi. Sóc Trăng Xưa cũng cảm ơn cô hàng xóm đã kể cái chuyện đi thăm nghĩa trang Biên Hòa. Và Sóc Trăng Xưa ở đây, ở mặt dầu ở hải ngoại chưa về lần nào, nhưng mà cũng biết là rất nhiều những người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vẫn hàng năm vẫn đến
để tu bổ những ngôi mộ, như là có khi có người tới để nhổ cỏ, để làm sạch sẽ những ngôi mộ. Và sắc con xưa phải nói là rất là, trong lòng rất là biết ơn những anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, trong cái thời nào cũng đùm bọc chia sẻ với nhau. Sắp năm xưa thì nói thật không có đóng góp cho những cái hội những cái ở bên đây, nhưng mà sắp năm xưa có những người bạn ở trong nước, và những người bạn chung chí hướng chứ không phải là những người bạn chung chí hướng. Và hàng năm những người bạn đó đều có những cái buổi không tức là phát quà cho các anh chị, các anh thương phế binh, những người mà bị thương tật và phải vất vả trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì những người bạn của Sóc Trăng Xưa vẫn hàng đêm, vẫn ngày Tết, những ngày lễ lớn, lễ Tết, lễ Trung Thu, thì thường hay có những cái phần quà cho những người thương phế binh. Thì Sóc Trăng Xưa vẫn góp mình ở xa mình không có góp công được, thì mình thôi mình gửi một chút quà để các bạn chuyển cho các anh thương phế binh. Và cũng qua đó Sóc Trăng Xưa được biết là các anh thương phế binh mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng mà các anh vẫn thường đến với các bạn, các người, những người đồng đội đã nằm xuống. Cái đó là những cái sự chia sẻ trong tình đồng đội ở trong nước. Phải nói là mình rất cảm động và rất quý. Vậy là cô hàng xóm đã ở bên Úc hả? Cô hàng xóm còn ở trên này mà. Dạ, yeah, thì rất cảm ơn. Nghe cô hàng xóm kể thì mình thông cảm, rất là thông cảm và hiểu với cái hoàn cảnh sống ở trong nước. Nhất là qua cái chuyện kể của hàng xóm đi vô thăm ở trong những người đã đi vô, đi tức là đi vô cái chỗ mà đáng lẽ là cái chỗ đó phải là chỗ trang nghiêm, một cái chỗ mà phải là rất là thanh thản, mà cô hàng xóm cũng bị hạch hỏi đòi hối lộ. Thiệt tình luôn, Sóc Trăng Xưa bây giờ không biết. Sóc Trăng Xưa được biết là những người bạn ở Sóc Trăng Xưa ở Việt Nam đó, khi họ lái xe đi xe hai bánh hay là lái xe hơi cũng vậy, nhiều khi cứ bị đang lái xe mà cứ nghe tiếng hít còi cái á, rồi cảnh sát lên tiếng rồi kêu ngừng thì đành phải ngừng, rồi là phải hối lộ thì mới đi được. Chứ không có, nếu không là cứ hỏi vòng vòng, cứ hỏi, cứ xét giấy tờ, cứ xét rồi thậm chí còn đòi giữ xe nữa. Cứ nói là giấy tờ không rõ này kia, thế là đòi giữ xe. Mà giữ xe thì mình lại cần đi công chuyện, cần làm cái gì lại mình phải bị trễ nải. Tại vì chiếc xe bị giữ rồi thì mình đâu có phương tiện đi, thì lại bị trễ nải nữa. Rồi xong rồi đi chuột thì lại tính tiền nào là tiền phạt rồi tiền giữ xe. Phải, mình đâu có kêu họ giữ đâu, mà họ giữ xe mình, rồi tới chừng mình đi lấy thì lại bắt phải trả tiền cái công họ giữ xe mấy ngày rồi. Thành ra đủ mọi cách để mà tìm cách kiếm tiền. Bà Sách Trần Sơn nghĩ là cái đảng cộng sản, cái nhà nước cộng sản đó cố tình vì không công an á, quý vị cũng biết từ lâu rồi, công an là cánh tay bảo vệ cho đảng. Công an và quân đội là hai cánh tay bảo vệ cho đảng. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay đó là công an mới bảo vệ cho đảng nhiều hơn. Tại vì công an mới là đàn áp, đánh đập những người dân yêu nước, những người dân dám lên tiếng yêu nước, là cái người hành hạ người dân đó là bọn công an. Và để khen thưởng công an thì đâu có ông nào chịu móc tiền túi ra để khen thưởng đâu. Mà khen thưởng thì lấy gì khen? Thế là cứ làm ngơ, ngầm ngơ, nhắm mắt mở mắt, nhắm một bên mắt mở một bên mắt để cho các công an đó họ ăn hối lộ, họ tìm mọi cách để họ chi chát. Đó đó là một cách hình thành, cái một Sóc Trăng Xưa nghĩ đó là một hình thức
để mà khen thưởng cho công an đó. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc là tại sao về Việt Nam cái gì cũng phải móc tiền ra. Cái gì cũng phải móc tiền ra, chứ không có chờ mà đi ra tòa xử hay như bên đây đâu. Bên đây mà cảnh sát, công an mà cảnh sát mà nó chặn xe lại á, là cảnh sát chỉ biên ticket ra tòa xử. Mà tòa á, thì nhiều khi Sóc Trăng Sương cũng mấy lần bị, mà mình biết mình bị quan đó. Bữa đó Sóc Trăng Sương đi tới cái ngã ba, mà cái ba đó, cái đường quẹo phải á, là không có bản tốc sai. Nó có bản tốc sai ở cái đường thẳng vô và cái đường từ quẹo trái. Còn cái đường quẹo phải thì không có bản tốc sai. Thì Sóc Trăng Sương tới đó thì quẹo phải luôn. Thì chạy chút xíu thì bị cảnh sát lại nó chiếu đèn và nó bắt ngừng. Thì Sóc Trăng Sương nghĩ rồi nó Sóc Trăng Sương hỏi trao cũng trao đăng quang rồi hỏi tôi đã làm gì sai. Thì tên cảnh sát nó mới bảo là qua tốc sai không ngừng. Cái Sóc Trăng Sương mới cười. Ông mới nói là ông cứ tới đó ông dòm có cái tốc sai ở bên bên phải hay không. Nó nói là không, bà không nói được, bà chỉ ra tòa thôi. Thì Sóc Trăng Sương nói ok, đưa thứ kẹt đây. Và nhớ nghe, tôi muốn gặp ông ở ngoài tòa. Sóc Trăng Sương nhấn mạnh nói với ông luôn vậy. Ông nhớ ngày tôi ra tòa, tôi muốn gặp ông ở ngoài tòa luôn. Xong rồi là lấy cái kẹt bỏ đi. Mình lấy xe mình chạy thôi. Không có nói chuyện nhiều với cảnh sát. Ở Mỹ thì không có nói chuyện nhiều với cảnh sát. Thì Sóc Trăng Sương xong rồi tới còn ba ngày nữa ra tòa đó. Thường thường là Sóc Trăng Sương hay ra tòa đi ra trước vậy đó, để đi tới office để mình nói chuyện. Thì còn ba ngày nữa ra tòa rồi thì Sóc Trăng Sương mới lại office và trình cái tấm giấy, trình cái ticket đó. Thì cái officer mà nó làm ở chỗ cảnh sát đó, nó lục hoài lục ngày đó lục hoài không có cái ticket nào như vậy hết. Thì nó mới cầm nó nói là không có ticket. Chúng ta xưa nói đó là cái ticket cảnh sát giao cho tao đó. Nó cứ lục hết hồ sơ luôn. Nó bảo không có ticket, không có cái ticket này. Vậy là có thể là cảnh sát nó, hay là nó có thể là ông ta lộn và ông ta đã xóa rồi cho nên không có ticket. Bà cứ yên tâm đi về đi, không có ga to tại vì không có ticket. Thì Sóc Trăng Sương mới cười mới đó là tao cũng nghĩ là ông cảnh sát đó, khi mà ông phạt tao, ông phạt bậy. Và ông đã lại đó, ông coi là đúng là ông đã phạt bậy cho nên ông đã xóa ticket. Thì cái officer nó ngồi nó cũng cười đó. Thế thì nó cũng nói là chắc có lẽ là cái người mới tới chỗ đó cho nên không biết. Ở Mỹ thì quý vị thấy không, không có lo cái chuyện đó, mà cũng không có giằng co, không có cãi cọ gì hết trơn. Ok, đưa cảnh sát đưa thì mình cứ lấy ticket thôi. Mình nhân sự chỉ nói một cái là mày trở lại chỗ đó mày coi đi, không có cái bản tốc sai ở đó. Thì nó nói mày không có nói nhiều, mày cứ phải nhận ticket và đi ra tòa. Thì được ok, tao mong mày gặp tao ở tại tòa nhé. Thì tại vì ví dụ khi mà ra tòa thì có nhiều khi cảnh sát nó không tới. Nó chỉ biên tích kẹt rồi nó đưa ra tòa để cho tòa xử mà nó không tới. Nhưng mà với Sóc Trăng Sương là chống sần muốn nó phải tới. Rồi Sóc Trăng Sương mới quay xe lại chụp ngay cái góc đường chỗ đó là không có bản tốc sai để mình làm chứng. Thành ra rồi xong rồi như bây giờ nhìn thấy người dân ở trong nước không có cũng không có cãi lý gì với công an hết mà chỉ đưa tiền thôi. Chỉ đưa tiền thôi là mọi sự sẽ suôn sẻ hết. Còn nếu mà không á, là bắt bẻ đủ thứ hết dân. Thành ra nhiều người dân ở trong nước bây giờ cũng vậy, bảo là thôi kệ đi, 100-200 ngàn đưa nó cho xong cho rồi. Để chứ nó giữ xe rồi mình phải mất thời gian, mình mất đi công chuyện thì lại mất kẹt công chuyện rồi đủ thứ chuyện hết, thì thôi đưa cho rồi đó. Thành ra mình cũng thấy cái hành động đó thì tại cái xứ nó như vậy rồi, đâu có ai xử đâu. Mình có đi thưa cảnh sát ăn hối lộ thì cũng đâu có ai xử đâu. Cho nên do đó mà Sóc Trăng Sương cứ nghĩ là đó là cái benefit mà đảng và nhà nước ấy, ngầm giúp cho đám công an là những cái tên mà đi theo bảo vệ đảng đó.
chúng nó đã dám nói là còn đảng còn mình mà. Không biết ngày nào mất đảng rồi, không biết chúng nó sống làm sao ở đây, không biết nữa. Rồi bây giờ thì có ai còn muốn chia sẻ gì hay không? Cô hàng xóm có cần muốn nói thêm cái gì không? Cảm ơn cô hàng xóm nhiều lắm nha, đã cho biết những cái việc mà rất hay. Rất ở nhà. Chúng ta là những người dân trước 30 tháng 4 thì luôn luôn được sự bảo vệ an toàn ở hậu phương bằng những cái hy sinh, hy sinh của những người lính phải trực đêm, phải gác đêm, ngày Tết, ngày lễ cũng không được về thăm gia đình để tạo bình yên cho hậu phương, cho chúng ta có những ngày tháng vui tươi, hạnh phúc. Và bây giờ thời thế thay đổi, các anh chiến sĩ ngày xưa, những người thương phế binh á, là thường thường là những người đã bị thương trước ngày 30 tháng 4 rồi cũng không có đi, không có bị đi tập trung để cải tạo, tại vì họ đã giải ngũ trước rồi, cho nên họ lại mất đi quyền lợi không được đi qua Mỹ và phải sống ở đó với một cái chế độ tàn độc. Họ không cấp dưỡng, họ vẫn còn kêu bằng kêu người Việt Nam, kêu người hải ngoại xóa bỏ hận thù, nhưng mà chính họ ở trong nước họ lại không xóa bỏ hận thù, họ lại ghim những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đâu có được hưởng cái gì đâu. Họ vẫn gây thù và vẫn giữ cái mối thù đó để hành hạ những người thương phế binh. Mà trong khi đó thì lại ra gã gống họng kêu gọi hòa giải hòa hợp. Hòa giải hòa hợp sao không đi hòa giải hòa hợp với người trong nước đi? Đi kêu hòa giải hòa hợp với người hải ngoại làm gì? Người hải ngoại người ta đã bỏ đi rồi, hòa giải hòa hợp làm gì? Mấy ông chỉ bày tỏ cái cách hành xử của mấy ông với người dân. Và phải là những người biết yêu thương dân, biết giữ gìn đất nước thì không cần hòa giải hòa hợp gì hết trơn á. Tất cả mọi người đều sẽ quý mến và bảo vệ chế độ. Còn bây giờ mấy ông làm cái gì đâu, có giúp đỡ cho dân, có làm cái gì đâu, hở một chút á là kêu gọi quốc tế trợ giúp. Rồi cái sự trợ giúp của quốc tế á thì lại chui vào những cái túi gỏng, cho nên chu hoài tiền nó cứ chui vô mà không bao giờ đầy hết á. Rồi trong khi người dân thì sống vất vả khổ cực, những người dân nghèo thì lại càng thật nghèo. Cho nên tại Việt Nam bây giờ sắp năm xưa chưa về, nhưng biết chắc chắn rằng hai gia cấp giàu và nghèo chênh lệch thật là xa. Một giai cấp thì quá giàu, tiền đổ ra, tiền dục như là dục sông dục biển, chi xài không có biết mệt, chi xài muốn gì là xài, ga gã cái miệng thì thù Mỹ, chống Mỹ đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà bây giờ thì lại đưa con qua Mỹ, mua nhà ở Mỹ, lấy những cái tiền trợ cấp của Mỹ rồi cái đem qua Mỹ, đem lại qua Mỹ. Thành ra những người giàu thì quá giàu, còn những người dân nghèo thì quá nghèo. Nhất là những thương phế binh Việt Nam đã hy sinh một phần nào cơ thể cho đất nước, cho sự độc lập tự do của miền Nam Việt Nam, mà bây giờ phải sống dưới cái ách đỏ đai của một cái tàu quyền gian dối, ác độc, vô nhân. Cho nên cuối năm rồi, sắp chân xưa cũng xin quý anh chị trên diễn đàn hãy nhấn mỗi ngày dài 3 phút để cầu nguyện. Cầu nguyện cho quốc thái dân an,
cầu nguyện cho cái bọn tàn độc, cái kẻ ác, cái kẻ quỷ dữ này sớm cho nó đi tiêu diêu để hòa bình, nhân ái, công quyền, độc lập trở lại trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Sức Tăng Sơ xin hỏi có anh chị nào có ý chia sẻ gì hay không? Tại vì nói thật, Sức Tăng Sơ mấy hôm nay bận nhiều việc trong nhà đó. Tại vì nhà thành ra cũng hơi mệt. Do đó mà không biết Tâm An có muốn đưa cái audio nào lên để chia sẻ trên diễn đàn hay không. Còn nếu không, nếu Tâm An bận, chưa có khỏe, thì chắc Sắp Trần Sơ cũng xin tạm biệt quý bà con và mời quý bà con ở lại nghe tin tức nha. Sắp Trần Sơ một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã đến với diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam làm lễ chào quốc kỳ và ở lại sinh hoạt với diễn đàn. Sắp Trần Sơ rất vui và rất cảm ơn quý bà con. Cầu chúc cho tất cả quý bà con luôn luôn dồi dào sức khỏe, và nhất là đêm nay có một giấc ngủ thật ngon và nhiều mộng đẹp, để hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chấp Năng Sư xin chào tạm biệt bà con nha, và xin mời quý vị ở lại để theo dõi tin tức nóng hổi nha. Xin tạm biệt quý bà con.